Xin chào các bạn nha, mình giới thiệu với các bạn mình ra mắt mẫu kệ 5 tầng nha các bạn. 5 tầng mỗi tầng mình để một sản phẩm đó, các bạn thấy không? Ở dưới cùng là bar staff, ở trên là cái kiếm ha. Ở giữa là cây đỏng côn. Ở trên là cây côn silicon, nhựa silicon siêu bền. Trên nữa là một cây đao bằng gỗ của trường phái Agnit ha. Lưu ý các bạn, lưu ý là mình không có bán kiếm nha các bạn nha, mình chỉ bán côn tập thể thao thôi nha. Tập võ, tập thể thao thôi nha, côn nhị khúc tập thể thao nha. Mình không có bán kiếm, đừng hỏi mình mua kiếm nha. Mình bán kệ chân kiếm. Đây cái kệ nha. Có nhiều tầng đó các bạn, mẫu này mẫu 5 tầng á, có mẫu cả chục tầng lận. Ha, 5 tầng. Đây. Không có bao gồm cái chữ canh lúp ở trên nha, chữ đó là để mình đánh dấu cái clip của mình thôi. Thì cái kệ tầng này các bạn về khoan hai cái lỗ trên tường và các bạn bắt. Thì phụ kiện nó có đầy đủ rồi, bạn không cần phải mua thêm một bất kỳ một cái phụ kiện gì hết. Rất là đơn giản các bạn. Khoan hai lỗ, đóng tắc kê có sẵn vô, tắc kê có đi theo luôn. Rồi cho con ốc kia đinh vô là các bạn thả cái kệ lên là xong, là trưng bày thôi. Rất là đơn giản ha. Đó, nhìn rất là đẹp nha các bạn nha. Đó. 5 tầng, mình có loại nhiều tầng lắm các bạn. Để từ từ mình chụp hình lên cho các bạn xem ha. Đó, 5 tầng nè. Được chưa? Đó, cận cảnh cho bạn xem nè, đó. Nó có 5 tầng. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Mình không có bán kiếm nha các bạn, lưu ý nha, mình không có bán kiếm đâu nha.